một rồi đấy. Đây là mình đi tháng. Đấy. À. Tuyến này số 2 dạ đây. Ai sợ. Đi qua đây không? Đi cái 1 đến về đây mà không chung một chỗ không nó đi một đường khác nhau. Ôi trời ơi, không lên nữa rồi. Vừa rúa vừa nữa là không lên nữa rồi. Không cho cháu đi tiến số 1 đâu leo nhỉ? Hay là một do mình không có? Ba. Nhiều đông lắm. Xếp hàng đông nghỉ. Cực kỳ đông. Xếp hàng phải hơn tiếng, 2 tiếng. Đứng dãy cái trần. Đến cả đến ra cái ngoài này thì vẫn là một đợi khoảng 30 phút nữa mới có thuyền. 30 phút nữa. Mình là cũng mùa khô lắm, không đi được nhỉ. À mùa nước lên nhé. Chào bạn Thúy nha. Rồi em đang đi đánh giải mà đang đi câu lô. Lại nước mà sâu là cái hàng cho nó vướng nó. Con này vật đĩa chứ nhỉ? Con gì đây? Con bịp thôi, tổ tí tè à? Đi nay đi tiếng số 2 thôi, số 2 tầm 2 tiếng là tầm 1 rưỡi dài. À, số 3 đúng không? Số 2 là ngắn hơn à? Chèo đi, cạn không? Cạn vào đây, đi theo cái gì đây nè. À. Nước ở đây, nước ngọt hay nước gì đây nhỉ? Mặt. Ngọt. Mặt đồ. Ở đây có cá lóc không chung? Nhưng mà... Trong cũng có người đang đánh cá đúng không? Cháu thấy là người đang... Nhưng mà ở đây có được câu không? Mình làm cái dây không thả đây này. Đi câu lua đấy. Xong mang theo cái túi to vào. Đi câu lua này, vừa đi thuyền này, bắt đầu đánh lua này. Ủa, đẹp nhờ. Mưa đúng rồi, chạy không kịp nữa. Treo máy lên. Hôm nay anh em Thanh Hóa đang đi ra ngoài Tràng An đánh giải câu lô.
nhá. Dô tùa đấy. Hôm nay anh em mới đánh giải đúng gặp bão. Cô đánh quá. Có lua chứ, có lua cũng được chứ. Vắt phát ra trong đây này. Vắt chết.